Đang chơi đùa thì thấy tóc dựng đứng, nhóm người hoảng hồn khi biết hiểm họa sắp xảy ra. Theo đó, lúc này một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ đang chơi trò trượt cát trên một bãi cát sa mạc trong thời tiết khá âm u và bầu trời không được mấy trong xanh. Lúc này không hiểu vì lý do gì mà tóc của tất cả những bạn nữ đều bị dựng đứng lên một cách vô cùng lạ kỳ. Thoạt nhìn qua giống như những quả chôm chôm di động, khiến cả đám vừa buồn cười vừa cảm thấy lo sợ vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi quay lại đoạn clip và đăng trực tiếp lên mạng xã hội thì cả đám mới hú hồn hú vía vì biết được hiện tượng trên là điềm báo cho một hiểm họa sắp xảy ra. Được biết, việc tóc bỗng nhiên dựng đứng trong thời tiết âm u như trên báo hiệu thần Thor đang đến và sẵn sàng quét sạch Megakill. Giải thích cho hiện tượng này là khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, hiệu điện thế giữa chúng có thể lên tới hàng triệu volt. Khi đám mây rông tích điện đi gần mặt đất, tới những khu vực trống trải, gặp một vật có độ cao như cây cối hay con người thì rất dễ dẫn tới hiện tượng phóng tia lửa điện giữa đám mây và mặt đất, đó chính là sét đánh. Bởi vậy, khi lông hoặc tóc trên người bị hút, tức là có một vật tích điện ở gần bạn. Trong trường hợp đang có mây rông thì vật tích điện hút tóc đó chính là đám mây, vì vậy nguy cơ bị sét đánh là rất cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!